Cho em xin cốc nước anh. Trời nắng quá. Hai anh ơi. Hai anh ơi. Hả? Gì vậy? Các anh làm sao mà cứ ngồi thừ ra đấy? Anh đang nghĩ. Nghĩ ạ? Thình kinh. Các anh nghĩ gì đấy ạ? Bây giờ anh đố mày nhảy nhá. Đố em á? Ờ. Vâng. Nếu mà anh cố gắng làm một cái việc gì đó để mà thất bại và anh thành công trong cái việc đó, thế thì theo mày là anh thành công hay thất bại? Có nghĩa là anh đang cố để làm một việc thất bại. À. Sau rồi anh thành công khi làm cái việc đấy. À. Thế là anh thất bại hay thành công? Thế mới đố mày. Thế bây giờ anh hỏi mày nhá. Hai bàn tay này thì có mấy ngón? 10 ngón. Sai. Sao lại sai? 11 ngón. 11 ngón anh bị dị tật rồi. Anh đếm cho mày xem nhá. Anh đếm đi. 1 2 3 ngón này để sau. 4 5 6 7 8 9 10 11. À. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 ngón anh. Tao đếm lại một lần nữa nhá. 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6. 6 cộng 5 5 là bao nhiêu? Là 11. Đây thấy. Ơ nhưng mà nó sai ở đâu ấy? À, con mày sai ấy. À, vừa đếm xong rồi. Thôi rồi. Bây giờ các anh thích đố đúng không? Tuổi gì? Thế bây giờ bao công mà lấy Bạch Tuyết để ra ai? Ai hả anh? Ai? Bao công mà lấy Bạch Tuyết ấy, ừ, để ra lọ lem như ai? Lọ. Em check lại xem. Thế chờ chị tí nhá. Chị vào kho kiểm tra. Ờ. Mày làm cái trò gì đấy? Mày vẫn thứ nào tao đấy đúng không? Bỏ mày cho tao thôi. Đưa tiền đây. Nhà anh, tao không có tiền. Tao biết mày để tiền trong két. Đưa đây nhanh lên. Tao đưa tiền cho mẹ mày lo cho bố mày trong viện rồi. Bố tao có làm sao không? Bố mày bị hôn mê. Bây giờ phải mổ lấy máu bầm ở trong não. Tao không biết. Đưa đây nhanh lên. Nhà anh, mày đưa tiền cho tao không tao cho mày một phát mày đi luôn đấy. Khải, chồng thứ này, mày ôm tiền bỏ trốn đến bố mày sống dở chết dở như thế à? Mày có còn được con người không? Chị ơi, chị tha cho em ạ. À.